Xin chào anh Khanh Nguyễn, hôm nay anh cho biết lại là cái nhiệm vụ của anh. Hiện nay tôi đảm trách rất nhiều trọng trách khác nhau trong vùng Cam. Đầu tiên đó tôi là ủy viên của thành phố Santa Ana và cũng là đại sứ cho cộng đồng Việt Nam tại thành phố Santa Ana. Bên cạnh đó tôi là ủy viên cố vấn cho cơ quan địa lý của quận Cam, Orange County District Attorney, the Advisory Commissioner. Cái sự kiện này đó là nó xảy ra ở thành phố Westminster và cuộc báo hôm nay cũng diễn ra ở thành phố Westminster. Anh là một người đại diện cộng đồng Việt Nam của thành phố Santa Ana có mặt tại đây, trong khi những cái vị dân cử của thành phố Westminster thì không có mặt tại đây. Anh cho thấy cái hiện tượng đó nó nói lên cái điều gì? Tôi tới đây với thứ nhất là về sự quan tâm về vấn đề này, tại vì lần đầu tiên tôi được biết là đồng cộng cho biết vào ngày 29 tháng 10, tôi rất là nóng giận khi nghe được chuyện này xảy ra, tại vì tôi nghĩ rằng cái chuyện này nếu trường hợp xảy ra thì là có sự mà áp bức mà quá đáng, nhất là sự quá đáng. Và chúng tôi tư cách là phó chủ tịch ngoại vụ của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, chúng tôi là ngay lập tức liên lạc với sở tư pháp Westminster và ủy viên cảnh trí để yêu cầu phải có một cái sự giải đáp thích đáng và giúp đỡ là thích đáng về việc này, để cho chúng tôi biết cái quyết định của thành phố cũng như yêu cầu rằng thành phố Westminster cũng như sở tư pháp Westminster và có một cái quan điểm tiếng Anh là appropriate discipline action nếu mà officer phạm hùng found guilty in this matter. Thì được biết là cái buổi hôm nay hội ký giả Việt Nam Orange County họ có đưa lời mời tới cả cảnh sát Westminster lẫn những nghị viên của thành phố Westminster, nhưng hôm nay chúng ta không thấy các vị đó xuất hiện, thì cái điều đó anh nghĩ là có nói lên một cái điều gì không? Tôi nghĩ có thể vì lý do gì đó, có thể từ senior attorney hay lý do gì đó ngăn cản sự xuất hiện của cảnh sát cũng như đại nghị viên của thành phố Westminster và nghị viên của chúng ta đến tham dự buổi họp báo này. Tất cả mọi việc đều tôi có một câu là due process. Thì cái buổi họp báo ngày hôm nay rất ích lợi cho cộng đồng chúng ta tìm hiểu được rõ ràng cái cội nguồn của cái cuộc việc sự kiện này, và cũng tạo cơ hội để cho thành phố Westminster có một cơ hội để mà giải thích cộng đồng chúng ta đi sự kiện sẽ có ra. Tôi rất đáng tiếc rằng là cái thành phần đại diện thành phố Westminster không có mặt ngày hôm nay. Tôi theo cái cá nhân tôi, sự có mặt ngày hôm nay của đại diện thành phố Westminster rất cần thiết cho buổi họp báo ngày hôm nay, và nhất là những người là nghị viên của thành phố, người viện quốc Việt chúng ta nên có mặt đây, dù với tính cách là và nghị viên của thành phố hay lãnh cách của một người thành phần trong cộng đồng chúng ta. Như quý vị cũng nhớ, cách đây nhiều năm trước, vụ Trần Trường, nghị viên Tony Lâm từ chối không ra cùng với đồng bào tranh đấu chống lại cái sự của Trần Trường trong ngày hôm đó. Lý do là tại vì City Council, City Attorney yêu cầu ông đừng ra, nên ra. Nhưng bên cạnh đó, ông cũng là một thành viên, thành phần của cộng đồng chúng ta. Ông ta cũng được từ cộng đồng chúng ta đưa trở thành nghị viên thành phố Westminster. Tại vì vậy, tôi rất tiếc rằng không thấy sự hiện diện của bất cứ người nghị viên Việt Nam nào thành phố của Westminster đã có mặt ngày hôm nay. Để thứ nhất, cái quan trọng nhất đầu tiên để mà là tạo sự lắng động, là cái sự mọi người đã bình tĩnh lại để mà cũng để yêu cầu để và hứa một sự hứa nào đó là thành phố Westminster sẽ cái làm việc với thành phố cảnh sát Westminster và thành phố Westminster để mà để final resolution, là một cái giải quyết thích đáng để mà vừa lòng mọi người. Ít nhất họ phải nên có mặt để mà trả lời một câu như vậy rất bình thường. Họ không phải commit gì cả, họ chỉ là họ sẽ hứa sẽ cố gắng tạm vùng với cả quyền hạn của họ để mà tìm ra một giải đáp thỏa đáng cho mọi người. Thì đó rất là dễ dàng, đâu cần phải hứa hẹn nhiều hơn đâu. At least cũng đem lại sự mà một sự cái sự bình tĩnh cho cộng đồng trong cộng đồng chúng ta tại này. Hồi nãy trong buổi họp báo anh có nói tới là anh sẽ đưa cái vấn đề này hay là đã đưa vấn đề này lên ông biện lý cuộc, thì cái chuyện đó như thế nào? Tôi có liên lạc với bên văn phòng của điện biển về giải thích và cho họ biết về sự kiện đã xảy ra. Đó là văn phòng gì ạ? Dạ, Orange County District Attorney Office, là văn phòng biện lý của Cam, trình bày cho họ biết cái sự kiện, tại vì họ lúc nào cũng lưu tâm tới hoạt động sinh hoạt cộng đồng chúng ta, và họ nói rằng họ đã chờ cái kết quả điều tra của thành phố Westminster.